Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại đã thượng xong ngôi thờ cúng cho nhà của đệ tài rồi ha. Ngôi thờ hiện tại cũng trang nghiêm. Rồi, quay thường trang cho cô bác mình coi, đến đây xin tạm dừng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình đi thượng trang, thì hôm nay Đại Tú đến đây thuộc về địa phận của ấp Thái Thuận của xã Thái Sơn, huyện thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thì tới thượng trang cho nhà của đệ tài. Để mời quý chúng ta coi qua chương trình thượng trang trong cái ngày hôm nay ha. Rồi, kính thưa quý vị, đây là cái ngôi thờ cúng trong gia đình ha. Thì hiện tại thì miếng cúng quyền thì nó nhỏ mà nó bể rồi. Và cái ngôi thờ cúng thì nó quá cao, rồi cho gia đình mình trang trí để thượng ngôi thờ cúng cho nó trang nghiêm, để sớm chiều cúng vua công phu lễ bái ha. Thank you.
chiều dài dài không biết kiếm là mấy ạ? 80 đủ luôn hả? Kiếm bạn là cắt nó bể của bà vợ. Thank you.
cái biết bể nãy rồi lấy cái hồ lấy luôn nguyên cây luôn đi, lấy hai cây luôn, bỏ luôn, lấy một cây đó với cây kia nguyên đó hả? Nguyên đó cứng không? Ủa nguyên đó là tao bắn là không chỗ á, bắn nhôm á, bắn nhôm đi. Cái khuôn nãy nó bể đó, lấy nguyên một cây nữa đi. Cùng nhôm của mình. Thank you.
ngon à. Yeah.
Để bánh mua cho đi con anh ạ. Đang cho mình bán mua bánh mì sáng. Có gì theo xin con. Kêu xin con. Ta kêu xin con. Thì cái này nặng lên bán luôn. Thank you.
rớt trúng cây này, đừng đi bàn hoàng trúng. Nam mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì hiện tại đã thượng xong coi thờ cúng cho nhà của đệ tài rồi ha. Thờ hiện tại cũng trang nghiêm. Rồi, quay thường trang cho cô bác mình coi đến đây xin tạm dừng. Rồi, Nam mô Đà Phật, quay cô bác mình coi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Nam mô Đà Phật.